Theo Bộ Quốc phòng Nga, một hệ thống phòng không Patriot của Ukraine đã bị phá hủy trong cuộc không kích bằng tên lửa siêu thanh Kinzhal hôm 16 tháng 5. Trong thông báo chính thức, Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ đã thực hiện một cuộc tấn công chính xác bằng tên lửa siêu thanh Kinzhal phá hủy hệ thống phòng không Patriot của Ukraine ở Kiev. Trong khi đó, phía Ukraine tuyên bố đánh chặn thành công nhiều tên lửa Kinzhal của Nga trong cuộc không kích rạng sáng 16 tháng 5. Quân đội Nga không cung cấp thêm thông tin chi tiết về cuộc tấn công, nhưng đây là lần đầu tiên Moscow tuyên bố phá hủy hệ thống tên lửa phòng không tầm xa do các nước phương Tây viện trợ cho Ukraine. Trước đó, ngày 16 tháng 5, Ukraine thông báo Kiev hứng chịu một đợt tấn công tên lửa quy mô lớn vào rạng sáng cùng ngày. Kiev tuyên bố đánh chặn 6 tên lửa Kinzhal bên cạnh nhiều mục tiêu trên không khác. Các đoạn được đăng tải trên mạng xã hội cho thấy một khẩu đội Patriot được triển khai ở thủ đô Ukraine bắn một loạt tên lửa vào các mục tiêu trên đang tiến tới. Vài giây sau, một vụ nổ lớn có thể được nhìn thấy từ các vị trí tên lửa Patriot được bắn đi. Chính phủ Ukraine tuần trước tuyên bố rằng họ đã lần đầu tiên sử dụng hệ thống Patriot bắn hạ thành công một tên lửa Kinzhal. Đạn là một vũ khí siêu thanh có tốc độ khiến nó thực tế không thể bị đánh chặn. Phát biểu với truyền thông Nga, các nguồn tin ẩn danh trong Bộ Quốc phòng Nga đã bác bỏ tuyên bố của Ukraine là mơ tưởng. Một số nguồn tin cho rằng Kiev đã xác định nhầm các mảnh vỡ của tên lửa đạn đạo Iskander có tốc độ bay chậm hơn. Đây là vũ khí phóng từ mặt đất có chung một số đặc điểm thiết kế với tên lửa Kinzhal phóng từ trên không. Tên lửa Kinzhal có thể mang đầu đạn thông thường hoặc hạt nhân với tầm bắn lên tới 2.000 km. Nga đã sử dụng loại vũ khí này trong cuộc xung đột ở Ukraine nhưng chỉ thừa nhận bắn tên lửa trong một vài trường hợp.